Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với Peach Channel và mình là Hana. Thì các bạn có thể thấy trên tay mình đây là một chiếc smartphone mang thương hiệu Việt. Rồi các bạn cũng đoán ra được rồi đúng không? Đó là Vsmart. Đây là em Vsmart Joy 2 Plus. Rồi bây giờ mình sẽ làm một bài đánh giá nhanh về em này luôn. Rồi ok, không dài dòng nữa, cùng mình vào video nha. Rồi, nếu như mà bạn nào quan tâm em này thì hãy click vào cái đường link của Bạch Long Mobile, mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Điểm qua một tí về phần phụ kiện thì ở trong hộp sẽ có là tặng kèm một cái ốp lưng cao su trong suốt để mà bảo vệ máy. Máy sẽ có tặng kèm thêm tai nghe thường thôi nha các bạn. Cuối cùng sẽ là một củ sạc nhanh 18W 3.0 nha các bạn, với cổng sạc là Type-C nha. Rồi, cái mà đầu tiên mình nhìn thấy trên em này đó là về phần màn hình trước nha. Thì em này có màn hình giọt nước với kích thước là 6.2 inch, độ phân giải là HD+, sử dụng tấm nền là IPS LCD. Thì mình cũng thấy hơi buồn bởi vì là màn hình của em này dày quá. Ở cái phần trên nha, là các bạn sẽ thấy là cái viền phần trên nó chứa camera và loa thì nó đã dày rồi. Và phần viền dưới còn dày hơn luôn cơ. Nhưng mà nói dày thì dày vậy thôi, chứ khi mà mình mở video lên để mà mình xem thử chất lượng màn hình ấy thì mình cũng kiểu là thấy rất là thích. Bởi vì màu sắc mà màn hình cho ra nó rất là chuẩn luôn các bạn, rất là chân thật, không bị ám màu và màu đen rất là sâu luôn. Cùng với đó là độ sáng rất là cao, các bạn có thể là thoải mái sử dụng bên ngoài trời luôn. Nói chung là mình xem tới nỗi mà mình quên đi là cái màn hình này là màn hình HD+, và cái viền màn hình nó dày luôn ấy. Và cạnh của màn hình mình thấy thiết kế được bo cong, cho nên là khi vuốt ấy nó cũng không có bị cảm giác mà bị cấn. Đó, rất là dễ, rất là mượt mà. Và mình là một người rất là thích xem phim và xem video. Nói chung là mình trải nghiệm màn hình cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà khi mà sử dụng màn hình của em này ấy thì mình lại thấy khá là thích. Và với mức giá 3 triệu thì màn hình như thế này mình thấy ok rồi. Quay ra phần mặt lưng thì mình thấy là thiết kế mặt lưng của em này nó cứ giống giống kiểu Vsmart Lite ấy. Và nó chỉ khác có chỗ là Vsmart Lite thì sẽ có những cái vân ở phía sau màn hình. Còn em này thì không có, nó chỉ có một màu xanh nhìn rất là đơn giản với những cái phản chiếu màu sắc. Đấy, các bạn nhìn sẽ thấy rất là đơn giản luôn. Khung máy thì cũng hơi dày, mình nghĩ là chắc là chứa viên pin 4000mAh. Và khi cầm thì mình vẫn có cái cảm giác là hơi ôm tay nè, cũng hơi to quá so với tay mình. Và mình thấy em này nó cứ mập mập thôi. Rồi thì các bạn cũng có thể thấy ở đây sẽ có một cái vân tay phía sau mặt lưng. Vân tay một chạm thì mình cũng đã có test thử cái độ nhạy của vân tay này rồi, rất là nhạy luôn các bạn. Rồi thì các bạn cũng sẽ thấy ở đây luôn, đó là cái cụm camera kép cùng với là đèn flash sẽ bỏ chung vào một cụm luôn. Thì tiện thể đây mình sẽ nói về camera luôn nha các bạn. Với độ phân giải lần lượt của camera là 13MP và 5MP, thì camera selfie sẽ là 8MP nha các bạn. Và mình cũng đã đi trải nghiệm được cái camera này rồi. Và kiểu như lúc đầu khi mà mình bật camera lên, cái phần live view các bạn nhìn vào nó rất là chán luôn, nhìn nó rất là mờ, không có thấy độ chi tiết gì cả. Đó, nhưng mà kiểu như mới đầu nhìn vô mình cũng cảm thấy hơi nản rồi đó. Nhưng mà sau đó thì mình chụp hình xong là mình mở vào phần bộ sưu tập để mà mình xem lại ấy, thì mình cũng thấy khá là bất ngờ bởi vì là ảnh cho ra rất là chi tiết. Thì bây giờ mình sẽ show ảnh cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy không, hình ảnh mà máy cho ra cho chi tiết rất là tốt luôn. Cân bằng sáng, màu sắc cũng đẹp và máy lưu ảnh rất là nhanh, bắt chuyển động cũng tốt luôn. Thì mình cũng có quay thử video trên máy thì mình thấy là video cho ra chất lượng hình ảnh khá là tốt, màu cũng rất là chân thật, nhưng mà có điều đó là chống rung không được tốt lắm nha. Còn camera selfie thì mình chỉ chấm là tầm 7 điểm thôi, bởi vì màu sắc nó cho ra vẫn khá là nhạt, vẫn có rất là nhiều tính năng như là làm đẹp các kiểu này, rất là quen thuộc luôn. Về phần camera nha, nói chung là mình cũng thích chụp ảnh mà, nhưng mà mình vẫn thích cái camera sau hơn bởi vì chi tiết và hình ảnh cho ra rất là tốt. Nhưng mà camera trước thì mình thấy là bạn nào mà thích selfie ấy, thì nên cân nhắc lại một tí, bởi vì ảnh nó sẽ hơi bị nhạt và nó màu sắc nó không được tốt lắm nha. Về phần cấu hình thì em này sở hữu con chip Snapdragon 450 cùng với RAM là 2GB, bộ nhớ RAM là 32GB. Thì mình thấy là nó sẽ đủ dùng cho những bạn nào có nhu cầu sử dụng máy bình thường thôi. Và mình có trải nghiệm nhanh qua máy thì mình thấy máy rất là mượt mà, chạy đa nhiệm hay là lướt tác vụ cũng không có thấy giật lag gì hết. Nhưng mà nếu như các bạn muốn mua con máy này với mục đích là để chiến game thì các bạn nên cân nhắc lại nha.
Bởi vì là mình thấy con chip Snapdragon 450 này nó sẽ không đủ đáp ứng cái nhu cầu gaming của các bạn đâu. Nếu như mà các bạn kiểu như là đang muốn tìm con máy để chiến game top thì mình nghĩ là các bạn nên tiết kiệm thêm một tí tiền để mà có thể là lên tầm con Redmi Note 7. Nhưng mà nói chung là mình cũng đã tải về một số những cái tựa game trên em này và mình cũng đã có chơi thử qua Liên Quân Mobile nè, PUBG Mobile luôn. Thì mình thấy là nếu như mà setting cái đồ họa ở cái mức thấp thì các bạn cũng có thể chơi rất là ok hai cái tựa game này luôn. Cùng với lại những cái tựa game khác thì mình cũng có chơi thử, cũng không có thấy giật lag gì nhiều nha các bạn. Rồi đó, nói chung mình thấy với cái cấu hình này thì nó có thể đáp ứng cái nhu cầu cơ bản khi mà sử dụng smartphone của các bạn thôi. Nhưng mà chiến game thì nên cân nhắc lại nha. Còn về pin thì em này sở hữu một viên pin khá là ấn tượng trong phân khúc smartphone giá rẻ luôn. Đó là 4500mAh, cộng với đó sẽ là sạc nhanh 18W nữa, với lại sạc nhanh 3.0 luôn. Thì theo như mình biết nha, đây là cái viên pin mà có dung lượng lớn nhất từ trước đến giờ khi mà Vsmart trang bị cho những con smartphone của mình. Và mình nghĩ là 4500mAh thì mình xài sẽ bị dư một ngày luôn. Tức là nếu viên pin 4000 nha thì mình có thể xài đủ cho một ngày rồi. Và viên pin này đến 4500 thì mình nghĩ là có thể là qua được đến ngày thứ hai luôn các bạn. Thì tổng kết lại ở con Joy 2 Plus này thì mình thấy là camera cũng ok nè, rồi cấu hình thì đủ dùng. Nhưng mà theo như mình nghĩ nha, là nếu như mà Vsmart nâng cấp con chip Snapdragon 450 thành con chip Snapdragon 660 thì mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn luôn ấy. Bởi vì là máy sẽ cho cái trải nghiệm tốt hơn về những bạn nào mà thích chiến game nè, và những bạn nào mà muốn mua máy để sử dụng lâu dài á. Rồi, để xong cái bài đánh giá nhanh của mình về MV Smart Joy 2 Plus rồi. Không biết là các bạn nghĩ như thế nào, các bạn nghĩ là em này với mức giá 3 triệu đồng thì có đáng mua hay không? Nhớ để lại cảm nghĩ và cảm nhận bên phần comment bên dưới cho mình nha. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Nhớ like, share và subscribe channel nha. Bye.